Rồi. À rồi, cho em xin phỏng vấn ông chủ một chút xíu nhé. Thì hiện tại đây là cho em xin phỏng vấn ông chủ một chút xíu nhé. Thì hiện tại đây là em đang giao con máy Echo IE46 cho một anh khách ở xã Crong Búc, huyện Crong Bách anh nha. Thôn mấy nhỉ anh? Thôn 12. Thôn 12, xã Crong Búc, huyện Crong Bách. Đó, thì anh chủ là test sơ qua con máy IE46 thì anh em thấy là những cái loại cỏ như thế này thì nó sẽ rất là dễ dàng. Bằng rốn luôn. Nhưng mà khỏe. Tại vì trước đây xài một máy nòng 36 thôi nhưng mà yếu. Yếu quá làm không được. Dạ. Được nhưng mà nó mệt người. Dạ. Thì cái này máy nó đi đeo nó hơi nặng một chút ít nhưng mà nó khỏe. Dạ. Phát nó sướng. Dạ. Thì như thế này thì anh thấy là cái công suất như thế này thì có phù hợp với lại cái nhu cầu của mình chưa? Quá sướng rồi. Dạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh nhé. Thì những cái lưu ý mà em cũng muốn đóng góp với lại khách hàng là thứ nhất là những dòng máy này thì mình thường xuyên bảo dưỡng, ví dụ như là cái đầu bò này, ti cần đó, lọc xăng và lọc gió thì anh phải kiểm tra thường xuyên, nếu mà nó bị tắc, bị nghẹt hoặc là bụi quá nó dính vào cái lọc gió thì có thể là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị tốn xăng, nên là mình sẽ lưu ý những cái vấn đề đó, mình vệ sinh thường xuyên nhé. Rồi đầu bò thì bơm mỡ bò thường xuyên đó, nhớt thì sử dụng những cái loại nhớt cho nó tốt một chút, tránh cái tình trạng nó bị hỏng lọc máy thì nó sẽ thiệt hại về những cái này kia sau này thôi. Yeah. Thì đây là cà của ông chủ rất là đẹp nha anh em, xanh mướt luôn đó. Này anh em thấy này, cà bên này thu hoạch xong là bây giờ hiện tại nó đang có bông rồi anh em này. Đó, chuẩn bị ăn Tết xong tưới là bung đấy. Cái này khả năng là có thể là tưới ăn Tết xong mới bung đấy anh nhỉ? Đúng rồi, ăn Tết xong tưới. À. Nếu mà nó nắng một lèo thì ăn Tết xong tưới. Yeah. Còn nếu mà nó mưa xuống là có chừng tưới rồi đấy. Dạ. Vâng. Tại bông nó to rồi. À, anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng máy cắt cỏ hay là máy cưa gì đó thì liên hệ với em nhé. Thì em sẽ ở gần thì em sẽ giao trực tiếp như thế này. Còn ở xa thì bên em là có ship hàng toàn quốc. Đó. Thì cũng mong được cái sự đóng góp ý kiến của anh chị, anh em khách hàng có những cái lời nhận xét về những cái dòng máy mà em đang bán nhé. Đây là em giao trực tiếp, khách nét ok. Có cái nhận định vừa rồi là của khách hàng luôn. Đây là sầu riêng anh nhé. Đây là sầu riêng này. Sầu riêng quá đẹp luôn. Đu đủ. Yeah. Rồi, hiện như vậy là ok rồi. Tới đây nếu mà có nhu cầu mà sử dụng cái máy cưa mà hàng tốt tốt nữa thì cứ liên hệ em. Em lại giao tận nhà. Em giao một con máy đang thích một con 180 em. 180 dạ, có sẵn gia đình. Dạ. Mình làm đây những cái cây xung quanh vườn như này thì 180 cũng ok rồi. Nhưng mình cắt cây cà để cho nó ghép lại. Dạ. Là cái đó làm tốt đúng không? Nhẹ nhàng tốt. Về phụ tùng nó có sẵn. Và những cái dòng đó thì ok. Tầm giá nó bình dân. Bữa mà mình giao ở km 40 nhỉ? Một con lấy cái máy cũ về tí lấy. Dạ dạ. Bây giờ thì khách lại gửi cái máy cũ anh em. Khách lại